Xin chào tất cả các bạn, mình là Vườn Lan Trường Sơn. Hiện tại bây giờ đang là 12 giờ kém 20 phút, tức là 23 giờ 45 phút ngày 24 tháng 4 năm 2018. Kiểm tra vườn lan các bạn nhé, đặc biệt là những cây gỗ có những xuất hiện những con vết trắng trắng như thế này. Các bạn nhìn đây, đây là những vết của con sên. Các bạn nhìn này. Và đây là thuốc mình sẽ rắc cho các bạn để các bạn thấy. Đây. Đây là những con sên, các bạn nhìn thấy đây. Con sên này thì nói với các bạn là các bạn biết rồi. Cực kỳ nguy hiểm. Nói với các bạn là như thế. Phải nói cực kỳ nguy hiểm vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cây hoa lan. Nó ăn rễ, ăn lá, ăn chồi. Các bạn rắc nó vào đây. Đó. Như các bạn đã nhìn thấy. Và đây nữa, những con sên ốc cũng rất là nguy hiểm. Đây, đây là một trong những cái con quá nguy hiểm để mà nói với các bạn. Anh em chơi hoa lan rất là khó chịu. Ban ngày thì không bao giờ thấy nó đâu cả, nhưng ban đêm thì nói với các bạn, đặc biệt là các bạn vừa tưới xong. Đây như con, đây các bạn nhìn đây. Đấy. Nó ăn sạch cái chồi hoa của mình. Không để ý, nó ăn sạch sẽ luôn. Cây này chắc nó ngọt, trên đầu gớm thật. Không có mấy nhưng mình cứ rắc thì chắc ăn. Chút lơ là không để ý là nó sơi cho bằng sạch. Mình rắc cho các bạn. Sau ngày mai mình sẽ thấy cho các bạn thấy là hiệu quả của những cái phân thuốc mình dùng. Đây là những cây hoàng thảo Thái Bình hay còn gọi là mắt mèo. Đang rất nhiều chồi hoa. Nhưng mà bị những con sên phá hoại. Các bạn rắc cả dưới gốc cột. Để làm sao để cho nó ăn. Ăn vào thì con sên sẽ bị chết. Chỉ trong vòng một đêm thôi các bạn nhé. Nói với các bạn là họ nói là những cái cây này thì sức sống thì rất là mãnh liệt, nhưng mà những con sên thì cũng phá hoại không kém. Đây như các bạn nhìn thấy đây, mình rắc hết vào đây. Xin lỗi các bạn, đêm thì không thể nói to được vì hàng xóm còn đang ngủ. Mình làm cho các bạn thấy. Đây các bạn nhìn. Đây con sên trắng. Rất là khó chịu. Đó, các bạn nhìn này. Mình cứ rắc đều hết vào trong những chậu hoa. Đây những chậu sơn thủy tiên. Đảm bảo với các bạn một tháng chỉ cần rắc một lần thôi là không còn một con sên nào luôn. Và nói là những con sên này cực kỳ khó chịu. Các bạn phun thuốc thì chắc chỉ được những con ốc thôi. Còn những con sên thì sên trần này, nó là một loại củ chuối nhất, cực kỳ củ chuối. Rắc như vậy cho các bạn thấy. Một trong những loài vật tác hại kinh khủng khiếp luôn.
nó đã ăn là không thể lên nổi dưới cây. Những giò treo thì không sao, giò dưới đất rất nguy hiểm như các bạn thấy. Đây các bạn nhé, ngày mai thì các bạn sẽ thấy những cây chậu hoa lan này không còn một chút sên nào. Mình dùng cái chế phẩm này, thực ra nói với các bạn là không nhãn mác, người ta bảo vệ quyền lợi, quyền người ta nên mình không thể lấy được cái thuốc sên nó ưng ý hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Đây là clip thứ nhất mình vừa giới thiệu với các bạn, là để cho các bạn biết được rằng cái loài con sên này là rất nguy hiểm. Tại vì sao mình cứ hay lọ mọ đêm khuya là vậy vậy? Vì rất hay để ý những cái món này. Đây các bạn nhìn đây, cực nhạy cảm. Sáng ngày mai thì các bạn sẽ thấy các tác dụng của những cái viên hạt bả sên như thế này. Rồi cũng nói với các bạn luôn là bả sên thì mình đã sử dụng cũng vài năm nay rồi. Vườn thì mình ẩm và rất nhiều sên, chắc là các bạn cũng không kém như mình đâu. Và có những người thì phải bắt sên, mình thì dùng bả đánh cái rác này. Rác nhiều chút thì khi mà trời mưa thì con sên nó sẽ xui về những cái chỗ ẩm như dưới này. Bình thường thì cái bả này nó có mùi rất là nhạy bén, chỉ trong một đêm là con sên nó sẽ ăn ngay lập tức. Và ngày mai thì mình sẽ thấy, đưa cho các bạn thấy thành quả một đêm sau thì đánh những giải những thuốc con sên như thế này. Đây các bạn nhìn đây, nó đang lên và ăn rồi. Đây các bạn nhìn lại đá, nhìn thấy chưa? Đây con sên này. Đấy, nó bắt đầu là nó ăn nguyên cả một hạt này luôn các bạn nhé. Còn nhìn thấy xanh xanh ở trong người nó được. Đấy. Đây các bạn nhìn, đấy, nhìn thấy con sên chưa ạ? Đây mình quay kỹ hơn cho các bạn. Hạt này vào đúng mồm con sên luôn, khỏi phải đi tìm. À, may hạt bưởi, thế là sơi thôi. Đây các bạn nhìn này, cái bả này nó rất nhạy cảm các bạn nhé. Thực ra là nó giống có cám con chim, cám cò này, nên chúng ta cũng phải chú ý, nhà nào nuôi chim để ý một tí. Chứ chẳng may là cho chim ăn thì thôi, xin chào tạm biệt. Bởi vì nó là dòng độc chim cò, mình nên phòng tránh thôi, chứ không làm gì khác được. Thôi cũng đã muộn rồi. Chúc các bạn ngủ ngon. Ngày mai mình sẽ cho các bạn xem thấy thành quả, xem cái tác dụng của thuốc bả sên như thế này. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Chúc các bạn ngủ ngon và có nhiều giấc mộng đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.